Quay trở lại với kênh Tô Một Khám Phá. Các bạn thân mến, lễ hội chính là một phần không thể thiếu trong nền văn hóa của bất kỳ một vùng miền hay một quốc gia nào đó, và nó tạo nên một màu sắc riêng biệt cho từng nền văn hóa. Thông thường thì lễ hội sẽ mang màu sắc trang nghiêm tôn kính hoặc là vui vẻ nhộn nhịp. Thế nhưng trên thế giới lại không thiếu những lễ hội kỳ quặc, bá đạo, thậm chí gây ám ảnh cho người xem. Vậy các bạn có tò mò đó là những lễ hội như thế nào, kỳ quặc ra sao hay không? Nếu có thì ngay bây giờ hãy cùng đón xem video với Tô Một chúng mình nhé. Rượt đuổi format ở Anh. Nghe tới format là nghĩ ngay tới món ăn blem blem rồi đúng không? Không chỉ béo ngậy mà còn vô cùng dinh dưỡng nữa. Thế nhưng có bao giờ các bạn nghĩ với món ăn này thì ở Anh cũng có một lễ hội rất gì và này nọ hay không? Gọi là lễ rượt đuổi format, một lễ hội truyền thống lâu đời từ hơn 200 năm về trước của những người dân tại một làng Rockwood ở Anh. Cụ thể thì khi tham gia lễ hội này, ban tổ chức sẽ thả một miếng format tròn có thể nặng tới 4kg từ đỉnh đồi. Và sau đó thì hàng trăm người tham gia sẽ cùng nhau thi tài lăn lộn xuống chân đồi để tóm được miếng format đó. Người chiến thắng là người chụp được miếng format trước khi nó chạm xuống chân đồi, nơi có hàng nghìn người cùng tụ tập để theo dõi và cổ vũ. Và phần thưởng cho người chiến thắng cũng chẳng có gì to tát, đó chính là viên format nặng 4kg đó. Thế này thì rõ ràng, họ chỉ muốn được vui vẻ chứ hoàn toàn không mang đến phần thưởng mà, đúng không nào? Và đến nay thì lễ hội này không chỉ nổi tiếng ở mỗi Anh mà nó thậm chí còn lan ra thế giới và được nhiều nơi Azure tổ chức theo. Dù là phải lăn lộn theo một miếng format, quần áo thì lấm lem, thi thoảng còn bị thương, nhưng ai nấy vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Vui thế này thì bảo sao đông người tham gia đến thế. Và bởi vì quá náo nhiệt nên thậm chí nhiều lần cảnh sát khu vực đã phải cảnh báo ban tổ chức lễ hội vì sự ồn ào do những người tham gia gây ra. Tuy nhiên thì mọi sự vẫn đâu vào đấy, lễ hội vẫn được tổ chức đều đặn hàng năm. Lễ hội rước của quý ở Nhật Bản. Nếu các bạn là fan cứng của Top 1 chúng mình thì hẳn là các bạn cũng đã từng nghe qua một số ngôi đền thờ của quý nổi tiếng trên thế giới rồi đúng không? Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, bộ phận hết sức nhạy cảm của cánh mày râu thậm chí còn được đem đi rước nữa. Đó là lễ hội rước của quý ở Nhật Bản, hay còn gọi là lễ hội Kanamara Matsuri, diễn ra vào chủ nhật đầu tiên của tháng 4 hàng năm tại đền Kanayama ở Nhật Bản. Được biết thì lễ hội này đã gắn liền với người dân Kawasaki nói riêng và người Nhật nói chung hơn 50 năm qua. Và ngày diễn ra, tất cả người dân sẽ cùng nhau diễu hành và rước dương vật khổng lồ bằng thép khắp các ngã đường. Dĩ nhiên thì với những du khách ghé thăm thì hẳn là ai cũng đều đỏ mặt, bỡ ngỡ. Thế nhưng đối với người Nhật thì họ lại vô cùng hào hứng và coi đây là dịp để cầu may, xin vụ mùa bội thu hay thậm chí là cầu con cái. Đỏ mặt hơn nữa là mấy thứ như đồ ăn, kẹo mút, đồ dùng đồ lưu niệm đều có hình dạng của quý hết. Không biết các bạn thấy thế nào chứ với mình, dù vui đấy, cơ mà qua đây thì chắc là cũng ngượng chín mặt, không dám tham gia mất. Và tiếp theo, một lễ hội cũng rất gì và này nọ nha. Lễ hội diễu hành vịt ở Mỹ. Tại Mỹ thì lễ hội diễu hành vịt này được cho là truyền thống lâu đời của khách sạn Peabody ở Memphis. Cụ thể thì hàng ngày, đều đặn vào khoảng 11 giờ trưa, đàn vịt lạch bạch từ căn penthouse trên nóc khách sạn bước vào thang máy, đi xuống lối đi trải thảm đỏ. Vây quanh chúng là những vị khách hiếu kỳ. Cuộc diễu hành của chúng diễn ra như màn duyệt binh trên nền nhạc hào hùng của một nhạc trưởng từng phục vụ trong quân đội Mỹ. Các chú vịt sẽ đến đài phun nước giữa sảnh khách sạn, nơi chúng ngụp lặn thỏa thích đến 5 giờ chiều rồi trở lại căn penthouse sang chảnh của mình. Để cứu vãn tình hình, Franks thả lũ vịt vào đài phun nước của khách sạn. Không ngờ những vị khách quá thích thú trước sự hiện diện của đàn vịt đáng yêu vào sáng hôm sau, đến mức chủ khách sạn từ đời này qua đời khác quyết định để chúng ở lại. U là trời, làm vịt thôi mà cũng được sống sang chảnh thế này thì hẳn là nhiều người cũng ao ước lắm đấy. Thế nhưng mà, kỳ cục hơn chắc sẽ là lễ hội ngày sau đây. Lễ hội tụt quần ở Mỹ. Morning Amtrak được biết tới với tên gọi Lễ hội tụt quần, diễn ra hàng năm tại thành phố Laguna Niguel thuộc miền Nam California, Mỹ. Lễ hội này được tổ chức vào thứ bảy tuần thứ hai của tháng 7 hàng năm và thu hút hàng ngàn người tham gia. Cụ thể, khi tham gia lễ hội, người tham gia sẽ đứng bên hàng rào bên ngoài đường ray xe lửa. Đến khi đoàn tàu chạy qua, những người tham gia sẽ đồng loạt cởi quần khoe vòng ba và vẫy tay với khách trên tàu. Nghe nó cứ kỳ kỳ sao nhỉ các bạn nhở? Thế nhưng mà nghe đến lý do ra đời lễ hội này thì chắc hẳn các bạn sẽ cười bò, ngán ngẩm hơn. Theo lời kể của người dân địa phương, vào năm 1979, một người uống bia ở một quán đối diện với đường ray xe lửa.
đã đề nghị mua tặng một cốc bia cho bất kỳ ai chạy ra ngoài quán và tụt quần khoe mông với đoàn tàu chạy qua. Một người trong quán bar đó đã chấp nhận lời thách đố và lễ hội này cũng từ đó mà chính thức ra đời. Nói chung thì cũng khá là đỏ mặt nhưng mà đáng yêu phết các bạn nhỉ. Lễ hội ném cam ở Ý. Tương tự như lễ hội lăn format, thứ mà chúng ta ăn hàng ngày như cam cũng là nhân vật chính trong một lễ hội được tổ chức tại Ý. Đây được xem là lễ hội ném thức ăn lớn nhất được tổ chức vào tháng 2 hàng năm tại thành phố Ivrea, miền Bắc nước Italia. Cụ thể thì người chơi sẽ nhóm lại thành nhiều đội và đối đầu với nhau với những vũ khí là những quả cam liên tiếp trong 3 ngày. Không chỉ có vậy, những người tham gia cũng sẽ khoác lên mình những bộ trang phục thời Trung Cổ và phân chia thành 9 đội khác nhau để tham gia vào một cuộc chiến ném cam vô cùng náo nhiệt và độc đáo. Khác với lễ hội ăn format thì lễ hội ném cam lại mang một ý nghĩa riêng biệt. Cam cũng là một loại đạn gây sát thương đáng kể. Vì vậy mà nếu có dịp tham gia vào lễ hội độc đáo này, các bạn nên sẵn sàng tâm lý cho những vết bầm tím nhé. Các đội chơi tham gia sẽ chuẩn bị thiết bị bảo hộ rất nghiêm túc để đối phó với những cơn mưa cam bay thẳng vào mặt và đầu họ. Ủa, thế này mà lỡ tay hoặc là chơi hăng quá thì sao nhỉ? Các bạn yên tâm, các lều trại sơ cứu đã có sẵn các trang thiết bị hết cả rồi. Tuyệt vời quá đúng không nào? Nhưng mà để chọn cái này với cả lăn format thì chắc là mình sẽ chọn lăn format còn hơn. Còn các bạn thì sao? Comment ngay suy nghĩ của mình xuống dưới phần bình luận nhé! Lễ lặn bùn ở Anh. Lễ hội lặn bùn là một trong những môn thể thao bắt nguồn ở Lancers Well vào năm 1976 và lễ hội chính thức tổ chức vào tháng 8 từ năm 1985 tại đầm Wen and Rest tại xứ Well của nước Anh. Khi tham gia lễ hội này, người chơi sẽ được trang bị với một ống thở và chân trèo. Họ phải lặn lượt đi và lượt về liên tiếp trong một cái rãnh rộng 60m. Và đặc biệt là người tham gia sẽ không được phép thực hiện động tác bơi nào. Phần thi hoàn toàn phải thực hiện bằng kỹ thuật lặn với chân vịt. Nói về ý nghĩa thì lễ hội này nhằm mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của môi trường đối với các vùng đầm lầy, chính là ngôi nhà của vô số động vật hoang dã. Và không chỉ tổ chức chơi đâu, lễ hội này được xem là một trong 50 sự kiện hàng đầu trên thế giới đấy các bạn ạ. Vác vợ vượt chướng ngại vật. Ra đời cách đây từ rất lâu và thậm chí một thời gian sau đó, lễ hội này đã bị mai một. Nhưng cơ duyên nhờ dịch bệnh Covid, với mục đích giải tỏa căng thẳng sau cách ly thì người dân Hungary đã đổ xô ra đường và sáng tạo nên lễ hội có 102 mang tên Vác vợ vượt chướng ngại vật. Nghe tên thì có vẻ mắc cười nhưng đòi hỏi các cặp đôi phải có một chiến lược khôn ngoan chứ không đơn giản chỉ là cõng kiểu cổ điển. Các ông chồng phải tính toán để vừa cõng vợ, vừa lội ao bùn rồi lại leo lên thảm cỏ trơn và gồ ghề. Vì thế mà trước khi đăng ký tham gia lễ hội, các cặp vợ chồng sẽ phải tập luyện các kỹ thuật ví dụ như là vắt ngang vai, vác ngược trên vai hay là cõng trên lưng. Chưa kể, chị vợ nào mà có cân nặng quá khổ một chút, nếu tham gia thì cũng phải giảm cân thì chồng mới có thể dễ dàng di chuyển được. Lễ hội khỉ ăn tiệc tự chọn ở Thái Lan. Một lễ hội độc nhất vô nhị ngày hôm nay chỉ duy nhất dành cho các thượng đế, đó chính là loài khỉ ở Thái Lan. Đây là một bữa tiệc buffet độc đáo được tổ chức vào chủ nhật cuối cùng của tháng 11 hàng năm. Tại đây thì hàng nghìn chú khỉ được tập trung tại đền Prabang Samyot thuộc tỉnh Lopburi, Thái Lan để được ăn thỏa thích trong lễ hội buffet. Ước tính có khoảng gần 4 tấn hoa quả các loại được sử dụng trong bữa tiệc này, gồm có chuối, táo, nho, na, bánh kẹo và tất cả đều dành cho lũ khỉ này. Thú vị hơn, khi lũ khỉ đang ăn uống thì những thanh niên trong làng hóa trang thành những chú khỉ biểu diễn các điệu nhảy. Và đến nay thì đây được xem là lễ hội vô cùng nổi tiếng và thu hút hàng nghìn du khách ghé thăm, giúp cho người dân địa phương thu được một khoản tiền khổng lồ. Tiếp theo là một lễ hội mà chắc chắn ai nghe xong cũng rén đấy. Lễ hội đua bò tót ở Tây Ban Nha. Xứ sở bò tót Tây Ban Nha thì quá nổi tiếng rồi đúng không? Thế nhưng cũng liên quan đến bò tót thì còn có một lễ hội khác, cũng có 102 và được xem là kỳ lạ, nguy hiểm nhất trên thế giới, được tổ chức hàng năm ở Palona, Tây Ban Nha. Mục đích của lễ hội này nhằm thể hiện sự can đảm của những nam thanh niên tham gia cuộc rượt đuổi của bò tót. Và những người tham gia phải nhanh chân nhanh cẳng chạy trước đoàn bò tót hung dữ, chạy đuổi phía sau trên những con đường nhỏ hẹp trong thị trấn. Và dĩ nhiên, không phải ai cũng đủ can đảm để tham gia. Thế nên, với những người liều mình với thử thách này, họ đã phải nốc thật nhiều rượu để lấy hết dũng cảm để đối mặt với những chú bò tót. Nghe mà rợn hết cả người, thiếu gì cách mà làm như này cơ chứ. Thậm chí là bất chấp cả tính mạng của bản thân. Và không cần phải đoán, phe nào chiến thắng rồi đúng không?
Theo thống kê thì đến nay đã có hàng trăm người bị thương nặng, có người thậm chí còn bỏ mạng vì trò chơi này. Và dù chiến thắng, thế nhưng số phận của những con bò tót cũng rất đáng thương. Tất cả những chú bò tót tham gia chạy đua đều bị hủy và thịt của chúng sẽ được mang tới các nhà hàng trong thành phố để phục vụ thực khách. Cuối cùng, một lễ hội bá đạo có 102 ở Việt Nam chúng ta đấy. Hãy cùng xem đó là lễ hội nào nhé. Lễ hội ngoại tình ở Việt Nam. Ở các dân tộc thiểu số thì có rất nhiều sự khác biệt về phong tục, tập quán so với đại đa số dân tộc Kinh. Và kéo theo đó là những lễ hội có 102. Điển hình đó là lễ hội ngoại tình được tổ chức ở Khâu Vai thuộc huyện Mèo Vạc. Đây được xem là phiên chợ tình bá đạo chủ yếu dành cho những đôi trai gái có mối tình trắc trở, đã yêu nhưng lại lỡ duyên, giang dở vì một lý do nào đó. Tóm lại là cứ giang dở không đến được với nhau thì cứ hàng năm, đến ngày 27 tháng 3 âm lịch, họ lại vượt núi băng rừng nơi cao nguyên đá về hẹn hò, gặp lại người yêu cũ, cùng nhau uống rượu và tâm sự, ôn lại chuyện tình xưa. Bá đạo hơn, nhiều đôi vợ chồng khi xuống chợ cùng nhau để tham gia lễ hội, nhưng đến nơi lại tách nhau đi tìm tình cũ của mình mà không hề có bất kỳ sự ghen tuông tức giận nào ở đây. Và đến sau ngày 27 tháng 3, cửa lòng khép lại cũng là lúc họ trở về với cuộc sống chung thủy, với cuộc sống hôn nhân hiện tại của mình. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá 10 lễ hội vô cùng kỳ lạ và quái đản nhất trên thế giới rồi. Có thể nói một số lễ hội xuất phát từ các nghi lễ tôn giáo hoặc là các sự kiện văn hóa, song một số khác lại ra đời bởi sự nhàm chán. Không biết là trong danh sách vừa rồi thì liệu cái tên nào khiến cho các bạn phải bật cười ngắn ngẩm không? Hãy comment để lại quan điểm suy nghĩ của mình xuống dưới phần bình luận nhé! Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề của video này thì đừng quên ủng hộ cho chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!